Bà con làm ruộng rồi tới mùa thu hoạch nó gặp đủ thứ tai nạn hết. Lúa thì nghe nói còn có 6.000 à. Đó. Còn môn này bán được không? Môn này bán. Xanh có một dòng sông, bên sông mỗi hình như là ta đang nhổ rau đắng này rồi. Nghiêng trắng canh cà, sớm chiều yên ả, đưa nắng qua người làm tôi khuya sớm trên đường. Này môn ta đang đào môn mà môn mới ruộng này không được, không tốt bán thay anh ấy du ngay du khai không bán chắc lắm rồi thưa nâng rồi thưa ấy quý chào thưa ra công ty lữ ăn cả thứ mau vinh cùng cái nia đâu phải nhậu rồi đắng đâu ngoài là làm gì cái rẫy ai trao ní hư à bế đâm thôi mấy mấy cười lỗ đó là ý bia bia thử à xây anh sao ông bẻ gì kia đó cái này hồi đầu mùa cây nó lên đẹp lắm nhưng mà bị sương muối là bị nguyên cái vùng này luôn là ruộng nào cũng bị hết để sương muối xuống nó hư hết. Nhìn chả thấy gì. Một phần đó. Anh mưa tới khang sẽ lửa lửa đôi cái nha. Và ta hãy nơi nó cái khoản bao nhiêu dương nè. Bỏ kia việc khẩu đáy bàn tay bỏ kia nè hổ bạc lắm. Chấp nhận rồi đắng nhưng coi nhẹ. Bỏ kêu học cái lỗ. Bụi này cũng được, được. Bụi này cỡ 100-200 gram. Màn 200. Mà trăm hết. Đó, chơi bình thường bụi là cỡ cả cái lô. Tí rồi, tí bay. Anh khơi quý Samantha mơ bị nông máu Samantha. Nông cho nên bọn đó bỏ mặt đây. Ôi mẹ. Ta ầm ầm lâu lo lo khơi luộc xa hộp ọt miền chung ơi chung ăn hay sao lâu à nó bị piếng ấy à nó cặp pin nó bộ nó cặp bông cha mình sập bộ ơi chơi
Sao có mai nữa là tia lăng rồi dù bố ra. À tia. À nâng à, có mai thông thông nữa, bị biên thông thông á, nâng cái hai cặp pin. À dương hạt gương bồ rán bồ má nâng chẳng là lia sọt á. Anh nức hơn cả cá bị mốn cá tôm đó má đó là khai pleo còn là cá tôn hòn ăn khai bạch cù vậy á đừng vô tình nào ở đây luôn ơi lột lột pin đập lại anh lại ổ ổ muối mơm trăng khơi mong kì hộp kì kì li chơi hộp kì thời chẳng ấy hộp chân mong sọc có mấy cái sọc bố cái pin chữ muối chẳng rất chữ muối sấy cái tia lăng thì vậy cái tia lăng cha em đại hộp trong bay một bung món đó ngon mổ ban muối mà là lo cho nó đâu đó bàn tay khai nó miền tật nó ngay ai nó có đâu quá đó không nè vì đám sình ốc chiên đang chở nè đám ơi anh mau bị triệt mai đa tam tập lỡ ở tam tập ô tật nó đang vô tận nào bữa cái đám tập kiếp thông nữa lấy cá chặt thay cho ngon cá chặt giờ mắc lắm hồi xưa là nhiều quá biết làm gì không à, mua muối về đổ trong lu á rồi cái xúc cá chạch được rồi bỏ vô trong đó chừng nào nó chết cứ đem ra phơi thường nghiệt đó ở nghiệt mình lỗ đôi bán mình pleasure na tới ở du du tới bán phụ xe ghe hàng cái máu vô nâng tới đu ni đu nu mùi kia tới lấy cá chạch đổi khô cá chạch đổi ba cái độ dưới ghe hàng đâu có đường xe gì đi ngủ sụp bổ cá nó tới chết đó. Ban nhà nước chuối tính dân không ngoài kia kia bình ngay bình thở ôi nó cua xong này anh ca nói tên bộ nằm phùm nó sân ngọt trong bay một bùng món nó mò mổ ban mùi mà là lo cho nó rốt đó không bàn tạc hai nó miền tật nó ngay hai nó rốt quá đó không nè vì đám sình ốc chiên đang chở nè từ đám ơi anh mau bị triệt mai đa tam đã pleasure tam đã ô tật nó không đang vô tận nào ủa cái đám tự kiếp thông được lấy cá chặt thay cho ngon cá chặt giờ mắc lắm hồi xưa là nhiều quá biết làm gì không à, mua muối về đổ trong lu á rồi cái xúc cá chạch được rồi bỏ vô trong đó chừng nào nó chết cứ đem ra phơi thường nghiệt đó ở nghiệt mình lỗ đôi bán mình pleasure na tới ở du du tới bán phụ xe ghe hàng cái máu vô nâng tới đu ni đu nu mùi kia tới lấy cá chạch đổi khô cá chạch đổi ba cái độ dưới ghe hàng đâu có đường xe gì đi đâu ngủ số bố thằng cá nó tới chớn ban nhà nước chuối tính dân không ngoài kia tập bay ngay đi cùng thôi cua xong nè anh ca nói tên phụ nằm hùng nó sân ỏi này bị hư mấy cái mồm này giờ chỉ còn là mồm giống thằng nai nữa đúng không này mấy cái này nè mấy cái này người ta mua đi làm mồm giống để người ta trồng mà tính mua về ăn mà mấy em đây nói là ăn nó không có ngon đó nó chủ mà còn không ăn cái này ta chỉ bán mồm giống tính mua về luộc ăn mà nói ăn nó không có bổ. Bà con làm ruộng rồi tới mùa thu hoạch gặp đủ thứ tai nạn hết. Lúa thì nghe nói còn có 6.000 à. Còn môn này bán được
Mụn này bán được nhiêu, nãy nói nhiêu? 6 ngàn. 6 ngàn nữa hả? Bình thường là nó tới 8, 9 ngàn nữa hả? 10 ngàn còn có 6 ngàn. Đấy, tới xa xuôi. Có rau đắng nhiều mà không phải. Người ta đang nhổ khoai môn. Tưởng đây là người ta trồng mì. Mấy cái ruộng bà con trồng á, người ta trồng luôn canh. Năm nay trồng mì thì năm sau trồng khoai lang hay đậu phộng hay cái gì khác, chứ không có trồng mì nữa. Nếu trồng mì nữa là nó không có tốt. Nó phải luôn canh vậy mới được. Có người thì người ta trồng lúa. Cho yên bình những mái dạ bờ tre, cho êm đềm. Lúa cũng còn 6 ngàn, bữa hổm 6 ngàn mấy gì đó. Giờ xuống còn 6 ngàn. Khoai môn 10 ngàn còn là cũng còn 6 ngàn. Bóng ai đi về mỗi chiều mỗi sớm. Chỗ này có một suối. Tím chân suối nước trong rồi. Nó chảy từ trên núi xuống. Năm nay mưa nhiều, nước nhiều. Cái này là mấy cái hôm mì á. Hôm cây mì người ta để lại, người ta để làm giống. Ít hôm nữa hạn hán xuống chút nữa cho đồng khô cái người ta làm ruộng xong rồi người ta lên liếp, người ta chặt nó ra, người ta đem đi trồng. Mì này là mì để ăn chứ không phải mì luộc ăn liền á, chứ không phải mì là lấy bột.